Mùa mưa lũ năm 2013 đã gây sạt lở tuyến đường từ trung tâm xã đi thôn Trà Ôi, xã Trà Sinh, huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi. Sau đó một cây cầu tạm bợ và rất mất an toàn được người dân dựng lên. Hàng ngày người dân và phương tiện buộc phải lưu thông qua lại trên cây cầu mất an toàn này. Trời mưa xuống là bà con đi lại không được, nước lên dâng lên, bà con qua lại không được. Còn bây giờ bà con làm cái cầu tạm không biết nó sụp ngày nào. Họ đề nghị cấp trên có thể xem xét và sửa chữa đường cho bà con đi lại để phát triển kinh tế. Từ khi tuyến đường bị sạt lở, dân làm cầu tạm thì phương tiện ô tô không thể đến được thôn Trà Ôi. Hơn 80 hộ dân ở thôn Trà Ôi đã kiến nghị với chính quyền địa phương khắc phục lại điểm sạt lở, xây lại cầu kiên cố nhưng đến nay vẫn chưa được thực hiện. Chính quyền địa phương đã kiến nghị với huyện là đề nghị là đầu tư sửa chữa, nâng cấp lại tuyến đường. Thì hiện tại thì theo thông tin được biết là huyện đã có cái nguồn vốn sửa khắc phục bổ lũ năm 2014 để mà tiến hành sửa chữa cũng như là tu sửa lại cái tuyến đường đi thông Trà Ôi. Người dân thôn Trà Ôi vẫn đang chờ khắc phục đường hư hỏng, nhưng không biết đến khi nào thì việc khắc phục tuyến đường này mới được triển khai để chấm dứt nỗi lo tắt đường của người dân, đặc biệt là khi mùa mưa lũ thì lại đang đến gần.